Có thể nói người hâm mộ sắc đẹp hẳn đã không còn xa lạ với cái tên Alpha Waraha, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022. Cô nổi tiếng với nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp, lấn át nhiều người đẹp khác trong cuộc thi của quốc gia. Trên đấu trường sắc đẹp thế giới, Alpha Waraha cũng được nhiều người nhắc đến khi không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn nhờ sự đa tài của nữ nghệ sĩ. Mới đây trong một buổi biểu diễn ở Philippines tối ngày 25 tháng 11, Alpha Waraha xuất hiện gây chấn động với bộ trang phục thiếu vải. Cô diện đồ nội y đen kết hợp với đôi bút cao cổ cùng những chiếc lông vũ gắn trên người. Phong cách gợi cảm của Alpha đã giúp cô khoe tròn đường cong quyến rũ trên cơ thể, nhất là vòng ba nóng bỏng. Trên sân khấu, bất chấp việc bản thân là hoa hậu của một quốc gia, Alpha biểu diễn những động tác tư thế vô cùng khêu gợi. Mặc dù từ trước đến nay khán giả đã biết người đẹp theo đuổi hình ảnh sexy, nhưng gợi cảm đến mức này thì fan hâm mộ cũng há hốc mồm. Nhiều người còn quay lưng chỉ trích Alpha vì cô đang quá sa đà vào việc trình diễn gợi dục hơn là mang đến một hình ảnh quyến rũ mạnh mẽ. Làn sóng chỉ trích ngày càng lên cao khi Alpha Waraha không những không tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người mà còn có chiều hướng chống lại. Người đẹp Thái Lan đã đăng tải loạt ảnh đỏ mặt trong đêm diễn của mình lên tài khoản mạng xã hội với hơn 3,4 triệu người theo dõi. Hành động này khiến Alpha hứng chịu làn sóng chỉ trích thậm tệ. Được biết, Alpha Waraha là người đẹp sinh năm 1995 của Thái Lan. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2022 và nhận được vương miện cao quý. Cùng năm đó, Alpha đại diện quốc gia tham dự Miss Grand International và đạt danh hiệu Á hậu 1. Đối với khán giả Việt Nam, Alpha là cái tên quen thuộc khi trong suốt những lần chinh chiến ở các đấu trường sắc đẹp, cô thường gây ấn tượng với nhiều hành động phản cảm cũng như lời nói không chừng mực dù ở trên cương vị của một hoa hậu. Trong khi đó, vào ngày 27 tháng 11, trang chủ cuộc thi Miss France Germany bất ngờ đăng tải bài viết cho biết ngừng giữ bản quyền Miss Grand Germany sau 5 năm cử đại diện thi đấu tại sân chơi nhan sắc này. Kèm theo đó, tổ chức này cũng đưa ra lý do dẫn đến quyết định trên. Năm 2019, tôi đã hoàn thành một giấc mơ với giấy phép tham gia Miss Grand Germany và tôi đã bắt đầu dự án Hoa hậu đến từ đất đầy tham vọng của mình. Miss Grand International là cuộc thi quốc tế quan trọng nhất mà chúng tôi gửi đến những người chiến thắng của Miss Grand Germany. Thế nhưng theo thời gian, tôi nhận thấy thương hiệu đã thay đổi, không hài hòa với sở thích và giá trị của nó, không còn phù hợp với những điều tôi muốn thể hiện với thương hiệu của mình. Tôi luôn quan trọng với việc lắng nghe các ứng cử viên nữ của mình bởi vì họ trải nghiệm tất cả trực tiếp và luôn cho phép họ một cơ hội để phát triển chân thực và bền vững. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không gia hạn giấy phép của Miss Grand International. Và tôi cảm ơn ông Nawaz và bà Teresa đã tin tưởng chúng tôi trong 5 năm qua và chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Đồng thời, tổ chức này tiết lộ sẽ sớm công bố một cuộc thi chính mang tên Grand Slam để chọn ra đại diện mang màu cờ sắc áo đến với đấu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Được biết, mỹ nhân chiến thắng ở vị trí thứ 3, Á hậu 2 là người được trao tấm vé chinh chiến tại Myanmar, đất nước tiếp theo đăng cai mùa giải Miss Grand International 2024.